bi kịch cha mẹ xem con cái là sổ bảo hiểm dưỡng già. Kính thưa quý vị, theo tôi, quan niệm trẻ kệ cha, già kệ con đang dần lỗi thời. Lâu nay, cũng như nhiều người Việt khác, tôi có suy nghĩ trẻ kệ cha, già kệ con. Theo đó, khi cha mẹ về già, con cái phải đảm đương kinh tế chính trong gia đình và chăm sóc, báo hiếu cha mẹ. Cha mẹ đau ốm, khổ sở và bệnh tật là lỗi của các con. Nhưng một người phụ nữ ở Anh xuất hiện đã làm thay đổi suy nghĩ của cả gia đình tôi. Sinh ra và lớn lên ở quê, 18 tuổi, tôi ra Hà Nội học tập, đi làm và lập gia đình. Dù việc sinh nhai tại thủ đô rất thuận lợi, các con được hưởng những điều tốt nhất về y tế, học hành, nhưng lòng tôi vẫn không vui. Bởi là con trai duy nhất trong nhà, việc rời xa cha mẹ ở quê đi lập nghiệp ở nơi khác, tôi thấy mình thật có lỗi. Những năm tháng cha mẹ về già, đáng ra tôi phải ở cạnh để bầu bạn thăm nom. Dù thường xuyên gửi tiền, thực phẩm, thuốc bổ về quê cho bố mẹ, nhưng tôi vẫn thấy mình chưa làm tròn chữ hiếu. Cha mẹ tôi cũng thường gọi điện trách và ngỏ ý muốn thời gian tới tôi chuyển về quê để ông bà được gần con gần cháu. Trong khi vợ tôi lại không đồng ý, cô ấy muốn sống tại Hà Nội. Vì việc này, chúng tôi cãi nhau rất nhiều lần. Năm ngoái, gia đình tôi đón một vị khách là bà A, 60 tuổi, người Anh tới chơi. Bà là người bạn của vợ tôi từ trước. Gần đây, bà có nhu cầu đi du lịch sang Việt Nam, nên vợ tôi mời bà tới nhà. Sự phóng khoáng, quan điểm cởi mở của bà đã làm thay đổi nhiều suy nghĩ trong tôi. Bà A vốn là một giáo viên dạy âm nhạc. Bà lập gia đình và có hai con gái. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, bà ly hôn và nuôi hai con. Hiện nay, hai con bà đều ra nước ngoài để theo học các chuyên ngành mình yêu thích. Bà A sau khi nghỉ hưu đã vạch ra cho mình rất nhiều dự định. Bà nói, thời trẻ, bà rất thích đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng bận nuôi con và kinh phí chưa cho phép, nên bà đã chuẩn bị một khoản tiết kiệm. Sau này khi về già, bà sẽ dùng khoản tiền này làm những việc mà ngày trước mình chưa có cơ hội. Vì vậy, các con vừa ra khỏi nhà, bà A cũng lên đường. Trước khi tới Việt Nam, bà đã sang rất nhiều quốc gia khác. Một tuần ở nhà tôi, bà khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Bà rất thành thạo về công nghệ, các kỹ năng sống. Đến một thành phố lạ, nhưng bà biết dùng các tiện ích như xe ôm công nghệ, gọi đồ ăn giao tận nhà, dù không biết một chữ tiếng Việt nào. Trong sinh hoạt hàng ngày, bà cũng rất chủ động. Bà có thể tự nấu nướng, giặt giũ, sống rất hòa nhập với gia đình tôi, dù là một thành viên mới. Mỗi sáng sớm, khi chúng tôi còn đang ngủ, thì bà đã chuẩn bị đi thăm các điểm nổi tiếng ở thành phố. Chỉ một thời gian ngắn, bà khám phá ra rất nhiều quán cà phê đẹp, độc, vì bà thích uống cà phê. Những quán này tôi sống ở Hà Nội hơn 10 năm chưa hề biết tới. Vào mỗi tối, bà về nhà và ăn cơm cùng chúng tôi. Bữa ăn trở nên rôm rả vì bà kể chuyện những điều mà bà khám phá được trong ngày cho các con của tôi bằng tiếng Anh. Khi tôi hỏi về gia đình, bà cho biết các con rất ủng hộ chuyến đi của bà. Bà cũng chia sẻ sau này khi không còn có thể đi được, bà sẽ vào sống tại một viện dưỡng lão ở Anh. Bà đã có cho mình một khoản tiết kiệm cho việc đó. Sao bà không sống cùng các con? Vì không giỏi tiếng Anh nên tôi đành nhờ vợ phiên dịch. Bà trả lời, chúng tôi rất yêu nhau nhưng sẽ không sống cùng nhau. Các con có cuộc đời riêng của mình. Chúng tôi sẽ thống nhất gặp nhau vào các dịp Giáng sinh hay là một kỳ nghỉ nào đó. Câu chuyện của người phụ nữ Anh đã cho tôi nhiều suy nghĩ. Vì có người mẹ tự lập tự chủ, các con của bà đã thoải mái chọn học ở những nước xa gia đình. Họ cũng không bị chữ báo hiếu nếu kéo suốt phần đời còn lại. Với sự chuẩn bị từ trước thì bà A cũng có cuộc sống về già vô cùng thú vị. Nếu sau này tôi cũng ép các con của tôi phải gần gũi chăm sóc cha mẹ, tôi có thể vui lòng nhưng tước bỏ đi nhiều cơ hội của các con. Vì vậy, các bậc phụ huynh, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một hành trang thật tốt để đón tuổi già.
Đừng lấy con cái làm thẻ bảo hiểm khi một ngày chúng ta sang tuổi xế chiều. Bạn nghĩ gì về quan điểm này? Làm thế nào để về già được sống tự do, hạnh phúc, bất phụ thuộc con cháu? Tử. Phật gia cho rằng chết là không đáng sợ như con người vẫn tưởng tượng, bởi vì họ cho rằng cái chết là khởi đầu của một sinh mạng mới. Luân hồi là để một sinh mệnh mới được ra đời. Nhưng chính sự lưu luyến, không muốn rời xa cõi trần của con người ta lúc cận kề cái chết mới chính là nỗi đau khổ lớn nhất. 5. Yêu thương phải chia lìa. Yêu thương là bản năng của con người. Nam nữ đến với nhau chính là sự xuất phát từ sự dung hợp của âm dương trời đất. Nhưng cũng chính sự yêu thương cũng bao hàm thống khổ, bởi vì con người một khi yêu thương sẽ khó chấp nhận sự phân ly, chia cách, sẽ càng trở nên ích kỷ hơn. Bởi thế người ta đã phải thốt lên: hỏi thế gian tình ái là chi, mà cho đôi lứa thề nguyện sống chết. 6. Để bảo vệ cơ thể khỏi các yếu tố gây hại bên ngoài, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Một số bí quyết sau đây sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe làn da. Xét nghiệm ung thư da hàng năm, thoa kem dưỡng ẩm thường xuyên, dùng kem chống nắng và mặc quần áo kín mỗi khi ra ngoài. Lựa chọn những sản phẩm chất lượng, dịu nhẹ để chống lão hóa cho da. 2. Tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục cho người già một cách thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì được sức dẻo dai và giảm đáng kể các nguy cơ mắc những bệnh như là ung thư, bệnh về tim ở người cao tuổi. Ngoài ra, thói quen vận động cũng có một số lợi ích khác như giúp giảm căng thẳng, đồng thời cải thiện giấc ngủ, làn da và xương khớp. Bạn nên tập thể dục ở cường độ trung bình từ 2,5 tới 5 giờ mỗi tuần. Ngoài ra thì bạn cũng có thể lựa chọn tập thể dục nhịp điệu cường độ cao từ 1,25 tới 2,5 giờ mỗi một tuần nếu muốn. Các bài tập thể dục bạn có thể thử như đi bộ, bơi lội, khiêu vũ, đạp xe. Ngoài ra bạn cũng nên thực hiện các bài tập tăng cường cơ bắp và xương bằng cách sử dụng tạ hoặc dây cao su tập thể dục. 3. Ăn uống tốt cho sức khỏe tuổi già. Việc tiêu thụ thực phẩm lành mạnh là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn trải qua tuổi già nhẹ nhàng hơn. Để mà cải thiện sức khỏe tuổi già, bạn nên bổ sung những thực phẩm như sau: trái cây và rau củ, chất béo lành mạnh, ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, gạo, protein không béo từ cá và các loại đậu, các sản phẩm từ sữa ít hoặc là không béo như sữa tươi, sữa chua,